Dạ dây chẳng thì tuy là nó do giãn cơ nhưng mà khi hơi giải cứu vào thì cái triệu chứng à, cái cảm giác đau của người ta giảm hẳn đấy. Và kết hợp hơi ngải này vào những cái bệnh thần kinh tọa, đau à, đau vai gáy cổ tiền đình em cũng tiền với những cái người thiếu ngủ và tiền đình thì em chủ yếu ở phần gáy và vai gáy hai bên vai này. Thì họ sẽ an thần và đi vào giấc ngủ ngon hơn. À, em kỹ thuật hơn như nào? Em tự chế cái dụng cụ hơn của em, trông nó không cầu kỳ nhưng là cái dụng cụ hôm trước thế cô Hương bán. Em tự chế nó như nào? Tò mò. Về hình dáng thì cũng vậy thôi nhưng mà em bắt đinh chốt. Rồi. Đấy, hiểu. Là nó chắc chắn và dễ sử dụng hơn. Nó không phải là cái que mà nó bẻ cái gốc khúc kia là tức là em nhét vào xong rồi vặn cái ốc rồi cho nó giữ vào là được. Nhưng mà thế nó không nằm trong ống à? Có nằm trong ống đấy ạ. Cũng nằm trong ống. Đây hình dung như là em bắt đinh vít ở chị nên kiểu dùng cái ốc vít đấy. Vít chặt vào cái điếu ngả. Không cần que xiên nữa đúng không? Có que xiên, que xiên để vẫn que xiên. Cái que xiên thì nó không ngoằn ngoèo như là que xiên chỉ que xiên thẳng rồi que xiên thẳng. Còn là lấy vít để mở mình vít hãm. Còn em cái khoảng cách hơ thì như nào? Đây là khoảng cách thì mình cũng cái ống của em nó cũng như của thầy thôi. Cũng như thế à? Okay. Chỉ khác nhau ở cái bộ phận là lấy vít. Okay. Nó chắc chắn hơn. Okay.